mắc cười quá. Thấy câu một chân rồi, nhắm mắt lại. Con một chân lên rồi. Con một chân xong rồi nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại, niệm Phật. Cái gì vậy? Tất tay rồi đi, thử liền. Nhắm mắt lại nha, co chân lên. Đứng như được 10 giây. Mẹ cứ đứng như này, mẹ té lên thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con có chân lên. Càng cao là càng xéo. Con có chân lên. Coi gì nè mẹ. Coi vậy luôn anh vậy. Coi hết cỡ lên. Coi ha, hết cỡ lên mất con. Mất cỡ. Hết cỡ lên. Đã đó là co lên hết mức có thể. Nhắm mắt lại. Co lên là nhắm mắt lại. Coi vậy à. Mẹ lên đường. Nhắm mắt thiệt cái giả vậy. Thì cái giả vậy? Phải tiền đó mẹ, sao tụi con bị té vậy? Không có được. Đứng này. Nhắm mắt. Nhưng mở mắt là em đứng được bình thường. Nhưng mà nhắm mắt lại lắc lư. Nhắm mắt như mở mắt nó cũng như nhau. Mẹ mở mắt, mẹ cứ đi. À đúng rồi. Đi đi rồi, thấy. Có nghĩa là không có thấy nữa. Nhắm luôn chứ có mở đâu. À nhắm đi. Nhắm chặt mắt vô. À, nãy giờ mới đi. Nãy giờ nó bị mỏi chân rồi. Nhắm mắt. À nhắm đi, nhắm thiệt. Bây giờ nó mỏi chân rồi. Không, hồi nãy là mẹ đang nghĩ coi với bà trôi như nào nhắm mắt. Hiểu không? Dạ. À trời gì vậy? Mẹ nhắm mắt mở, tôi đứng đó. Mẹ cứ đứng khi nào mẹ ông. Giờ ta đi coi. Mẹ mở mắt rồi, nhắm mắt. Đã nói mẹ nhắm mắt mà không có mở. Giơ lên. Thẳng mẹ ơi. Thẳng ra. Giờ con chân lên. Mẹ để gì? Trời, ba để gì không té ba. Thank you.
không còn đẻ ra được đâu. Yên tĩnh, đứng tập trung. À, yên tĩnh hả? Không phân tâm. Đứng không phân tâm, tập trung vô. Giấu đâu? Cái gì vậy? Khóc nè. Biết không? Sao vậy? Sao vậy con? Sao vậy? Mẹ nó không phân tâm nữa. Con đứng té hoài luôn.